Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 29 tháng 6 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Người tuổi Tý được cục diện thân tí bán hợp che trở nên mọi việc trong ngày này đều hanh thông thuận lợi không ngờ các mối quan hệ của người tuổi này cũng nhờ đó mà hài hòa hơn trước khá nhiều lại thêm chính ấn độ mệnh bản mệnh tự tin khẳng định được vị thế của bản thân những người tham gia thi cử trong thời điểm này dự báo có nhiều tín hiệu khả quan chỉ cần bạn vững tâm ôn luyện chắc chắn kết quả sẽ như mong đợi đúng là thần may mắn đã gọi tên con giáp này trong ngày hôm nay khi chuyện tình cảm của bạn cũng không kém phần tốt đẹp ngũ hành kim thủy tương sinh giúp cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một gắn kết hơn sự lắng nghe và chia sẻ giúp cả hai ngày một thấu hiểu nhau hơn tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đề phòng sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn định kỳ tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự trái ý thêm một chuyện không hay bằng bớt đi một chuyện, nên nhẫn nhịn, nghỉ ngơi, hoặc dọn dẹp, tu bổ, chỉnh đốn lại các công việc cũ. Đi xa, di chuyển không tốt. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Có tin tức ở xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ mọi việc không nên xem thường tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn trái ngược đề phòng sức khỏe không tốt không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui nếu là công việc thì không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Có tin xa hoặc có cuộc đi di chuyển. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, có chính tài trợ mệnh, người tuổi Sửu trong ngày này chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc các thần chủ về tài lộc này sẽ mang đến tin vui cho bạn túi tiền của bạn sẽ dày hẳn lên nhờ những khoản tiền lương tiền thưởng mà bạn xứng đáng có được bản mệnh hãy nhớ lên kế hoạch quản lý tài chính một cách cụ thể và rõ ràng để tránh việc chi tiêu vượt quá giới hạn nhé bạn vẫn cần phải kiểm soát tinh thần mua sắm đang hừng hực khí thế của mình mà thổ sinh kim con giáp tuổi sửu trong ngày thứ ba này dễ dàng tìm được tiếng nói chung với những người thân trong gia đình những mâu thuẫn dần được hóa giải Người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình qua những buổi gặp gỡ bạn bè. Tử Vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn. Nên ngồi yên vì mọi sự xoay sở đều khó có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay, mọi việc chưa đến lúc kết thúc, đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm. Tài lộc dễ hao. Tử Vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Tất cả mọi chuyện về việc làm cũng như công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác. Có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự việc xảy đến, tốt xấu lẫn lộn. Nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh, dễ gặp sự phá ngang, bỏ dở, hoặc do tiếp khách, có tin khác. Nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi, giao thiệp không nên ở lâu. Nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Tử vi tuổi Tân Sửu, thụ mệnh thổ. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn, cần phải có sự khéo léo mới có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay, mọi việc chưa đến lúc kết thúc, đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm. Tài lộc dễ hao tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi giao thiệp không nên ở lâu nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình hãy tự mình giải quyết ngày có nhiều sự việc xảy đến tốt xấu lẫn lộn nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh dễ gặp sự phá ngang bỏ dở hoặc do tiếp khách có tin khác tử vi tuổi dần cục diện dần thân tương xung những mối quan hệ của người tuổi dần trở nên căng thẳng hơn trước những bất đồng quan điểm trong công việc cũng như cuộc sống là nguyên nhân chính khiến mâu thuẫn ngày càng gia tăng bản mệnh nên tránh xa những cuộc chiến tranh giành quyền lợi trốn công sở do tỷ kiên mang tới có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô độc tuy nhiên có lẽ đây lại là lựa chọn thích hợp nhất cho bạn trong thời điểm này ngày kim khắc mộc có lẽ đây chưa phải là thời điểm để bạn tiến những bước xa hơn trong mối quan hệ của hai người đừng để tình cảm che mở mắt mà vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian sẽ giúp bạn và người ấy hiểu nhau rõ hơn đó. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Công việc dở dang hoặc phải bỏ ngang làm lại. Nên nhẫn nại, có tài lộc nhỏ, hoặc cầm tiền, đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao. Hạp nghề nha khoa, cơ khí, máy móc. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của buồn mạng, một ngày vất vả, có quá nhiều công việc đến cần phải giải quyết, hoặc có sự cạnh tranh, chơi xấu, ở trong tình thế gặp nhiều áp lực do nhu cầu đòi hỏi. Không nên hẹn ước, ký kết, giao hẹn, đính ước, sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Tài lộc có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nên tham vọng. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của buồn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý, nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ tâm tình bất an đi xa di chuyển bất lợi tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn đề phòng công việc dở dang hoặc phải bỏ ngang phải làm lại nên nhẫn nại có tài lộc nhỏ hoặc cầm tiền đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao hạp nghề nha khoa cơ khí máy móc tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng dù công việc có gấp gáp hoặc thuận lợi đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ tâm tình bất an đi xa di chuyển gặp trở ngại chút ít tử vi tuổi mão kiếp tài chiếu mệnh người tuổi mão sẽ gặp không ít rắc rối liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ ba này bản mệnh dễ bị choáng ngợp trước những lời mời gọi hấp dẫn để rồi vội vàng đầu tư mà không tìm hiểu những rủi ro ẩn sau đó hãy tỉnh táo và sáng suốt trước khi quyết định những chuyện hệ trọng như thế này số tiền đầu tư dù lớn hay nhỏ cũng là công sức mà bạn đã bỏ ra bấy lâu nay đừng để chúng một đi không trở lại ngũ hành kim mộc xung khắc cảnh báo con giáp này nên cẩn thận với những mối quan hệ khác giới sự tin tưởng đặt nhầm chỗ sẽ khiến bạn chịu những tổn thương khó có thể lành được. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Nên ngồi yên khi mọi việc đến với mình ở trong tình thế khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Không nên hấp tấp trong công việc sẽ bị hư hại sai sót trách oán. Chỉ nên xem xét lại vấn đề từ ngọn ngành, chớ làm càn, mọi việc mong cầu về tiền bạc còn chậm, chưa có kết quả. Ngày rất dễ gặp rủi ro, đứng giữa ngã ba đường. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý mọi việc vẫn còn chậm chạp nên thay đổi ý định trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng hao tài tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc trong công sở bị hàm oan hiểu lầm có tin tức không tốt cho những chuyện đã trù tính trong quá khứ mọi việc không nên nóng nảy hay vội vàng quyết định hãy chờ đợi vào một ngày khác và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại có tin tức ở xa của người thân nhưng không hài lòng tài lộc trung bình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt tử vi tuổi thìn cục diện thìn thân bán hợp người tuổi thìn đón tin vui công việc trong ngày này bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao bền vững cơ hội ký kết hợp đồng mới cũng sẽ xuất hiện sớm thôi thêm nữa tình hình tài chính của bản mệnh còn có những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ nhờ thiên tài trợ mệnh rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hay khoản thu nhập thêm từ nghề phụ ngũ hành thổ kim tương sinh người tuổi thìn hãy mở lòng mình hơn trong ngày này đừng ngại ngần tham dự những buổi gặp gỡ do bạn bè người thân giới thiệu bạn có thể tìm thấy một nửa của mình ở đó đấy tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa ngày xấu có quá nhiều chuyện phải lo âu tâm tình bất an cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật hoặc gặp rủi ro buồn phiền tang tóc tai nạn đau ốm mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ làm gì cũng nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu có cuộc đi ngắn hoặc được mời nên cẩn trọng khi di chuyển, đi lại, có tin xa nhưng cũng không tốt, tính toán nhiều quá dễ hao tài lộc. Tử Vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả, tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc. Tử Vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim. Ngày xấu nếu có tài lộc cũng phải khó khăn, chắc trở hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết định kỳ. Có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật hoặc gặp rủi ro, buồn phiền, tang tóc tai nạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất trắc, cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa. Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Nên tránh mọi chuyện tranh cãi hoặc đương đầu sẽ không có lợi. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả, tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc. Tử vi tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ xây dựng được cái mối quan hệ làm ăn thuận lợi trong ngày Tỵ thân lục hợp như hôm nay. Đây sẽ là nền tảng cho con đường phát triển trong tương lai của bạn. May mắn có thực thần che chở, bản mệnh còn có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày này. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh hoặc nghề tự do, đừng bỏ lỡ thời cơ có một không hai này. Tuy nhiên, hỏa khắc kim, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Những xung đột này sinh từ những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống cũng có thể trở thành mầm mống nguy hại cho mối quan hệ giữa hai bạn. Hãy tìm cách hóa giải chúng trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa còn đám mây mù che khuất mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý ngày có sự tiến thoái lưỡng nan nên ngồi yên và chờ một dịp khác có tài lộc nhỏ chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa ngày dễ có sự hao tốn chi phí khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nên giới hạn mọi sự giao tiếp sẽ gặp những chuyện phiền hà tranh mọi sự thị phi tranh cãi thiệt hơn không nên tiến hành giải quyết những công việc lớn lao công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh ngày không tốt có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý. Ngày có sự tiến thoái lưỡng nan, nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, tài lộc vào nhanh ra nhanh. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Từ vi tuổi Ngọ Xem tử vi tuổi Ngọ cho thấy do ảnh hưởng của thương quan công việc của con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn trắc trở cũng chỉ vì tin lầm người mà con giáp dễ mắc bẫy tiểu nhân này sẽ phải chịu những hậu quả đáng tiếc tiền bạc thất thoát nặng nề hòa khắc kim bản mệnh cũng cần quan tâm nhiều hơn đến nửa kia của mình đừng biện minh cho sự bận rộn của bản thân mà bỏ bê người ấy sẽ chẳng có gì có thể bù đắp được những hố sâu khoảng cách giữa hai người đâu để công việc được thuận lợi hơn bạn nên chọn giờ tốt cũng như hướng tốt để xuất hành. Cụ thể ngày này bạn có thể đi về hướng đông nam để gặp hỷ thần và hướng chính bắc để gặp tài thần, tránh xuất hành hướng xấu có thể gặp tài họa bất ngờ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Không nên tính toán mưu sự công việc lớn lao hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Mọi việc chưa có thể kết thúc tiến thoái lưỡng nan. Sự mong cầu về tin tức không có. Ngày có nhiều áp lực, trở lực. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi tình cảm không tốt mong cầu về tài lộc cũng bất lợi dễ hao tán tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức có sự ra đi di chuyển nhưng cũng có tin buồn về chuyện này mọi việc chưa có thể kết thúc tiến thoái lưỡng nan ngày có nhiều áp lực, trở lực. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Cầu tài lộc bất lợi, dễ hao tán. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả, và cũng không để chuyện tình cảm, gặp gỡ xen lấn. Không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin buồn. Tử vi tuổi mùi Hôm nay sẽ là một ngày may mắn với người tuổi mùi. Có các thần chính tài ở bên, túi tiền của con giáp này cứ ngày một đầy lên. Tuy nhiên có vẻ như bản mệnh đang khá bằng lòng với thực tại. Bạn có biết chỉ cần tiếp tục nỗ lực nhìn về phía trước, những thành quả bạn đạt được sẽ còn vượt mức mong đợi nữa không? Thổ sinh kim, mối quan hệ của giữa bạn và nửa kia ngày một nồng nàn thắm thiết cả hai dành những khoảng thời gian ít ỏi bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xem ngày tốt xấu, hôm nay là ngày tốt, ngày này khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi, người tuổi mùi nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đạt kết quả tốt nhất. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến, nhưng nếu là việc của chính mình thì nên xin ý kiến của người mình xem trọng ngày có nhiều âu lo sức khỏe không tốt có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên truyền ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn của người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay thay đổi chỗ ở ở văn phòng nơi kinh doanh tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sư chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước có khách đến không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn mọi việc nên từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác tài lộc trung bình sự mong cầu về tin tức còn chậm hao tốn về chuyện giao thiệp gặp gỡ những chuyện định kỳ tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có khách đến không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sư chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi thân trong ngày có hung thần thiên quan chiếu mệnh, con giáp tuổi thân sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối tranh cãi liên miên, đặc biệt với những người có chức có quyền. Tâm tính nóng này do thiên quan đem lại sẽ khiến bạn khó giữ được bình tĩnh mà có những hành động bộc phát. Tốt nhất bản mệnh nên tránh xa những chuyện thị phi kẻo rước họa vào thân. Trong ngày kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Đặc biệt với những người có tiền sử các bệnh về đường ruột tiêu hóa thời tiết nắng nóng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ăn uống kém ngon miệng cơ thể suy nhược đừng quên uống thật nhiều nước và ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng cho bản thân tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề sự việc sẽ càng thêm rối rắm và xung đột lẫn nhau tránh mọi sự cãi cọ xô sát hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi tình cảm với người khác ngày chỉ nên ngồi yên việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy tình cảm không tốt tài lộc kém tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin tức ở xa tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có sự thay đổi về công việc phương hướng làm ăn Đề phòng công việc đang tiến hành bị ngăn trở, dở dang vì có khách hoặc có tin tức mới cần phải giải quyết. Có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ hoặc có tin tức tốt về tiền bạc, công việc. Có hỷ sự, có sự thay đổi, sắm sửa đồ đạc, vật dụng, vật dụng hành nghề. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô sát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ ngày chỉ nên ngồi yên việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy tài lộc kém tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả ngày có nhiều việc thay đổi đột biến bất ngờ việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn Tử vi tuổi Dậu. Ngày Dậu thân tương hội, tử vi thứ ba này của người tuổi Dậu cho thấy mọi công việc trong ngày hôm nay của con giáp này có bước phát triển vượt bậc. Mọi kế hoạch được tiến hành một cách thuận lợi và nhanh chóng. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho bản mệnh trong thời điểm này. Bạn có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí tương xứng với năng lực của mình hơn dưới sự trợ mệnh của chính quan. Ngày 29 tháng 6 năm 2021 dương lịch là ngày can mậu, ngày can mậu không trị bệnh ở bụng. Ngày 20 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mờ u bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng có tin về sức khỏe tình cảm nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình tài lộc trung bình chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc hiểu lầm tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng có tin về sức khỏe tình cảm nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình tài lộc trung bình ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc hiểu lầm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi tuất tử vi thứ ba này cho thấy với người tuổi tuất cảm nhận mọi dự định của con giáp này trong ngày hôm nay có thể hanh thông cũng một phần nhờ sự trợ giúp của quý nhân tam hội dù có gặp khó khăn vướng mắc trong lúc này thì bản mệnh cũng dễ dàng vượt qua quý nhân có thể ở ngay bên cạnh bạn là người thân bạn bè đồng nghiệp cấp trên hay đối tác của bạn có thêm thiên tài độ mệnh người tuổi tuất có thể đón nhận những tin vui tiền bạc bất ngờ cơ hội phát tài nhanh chóng này chẳng mấy ai có được đâu hãy biết tận dụng lợi thế của bản thân nếu không bạn sẽ phải hối tiếc về sau đó chuyện tình cảm của bạn có nhiều tín hiệu khởi sắc trong ngày ngũ hành thổ kim tương sinh khả năng bạn gặp được một nửa của mình qua những cuộc gặp gỡ mai mối là rất cao hãy vui vẻ đón nhận tình cảm của đối phương đi nhé tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa việc gì cũng phải tính trước không hẳn sự việc xảy ra theo đúng ý mình hoặc theo đúng như sự giao kết cầu mong về tài lộc có được chút ít nhưng cũng không tiêu xài được không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết có tin buồn nhỏ tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài tai nạn có chuyện buồn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim. Ngày không tốt mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren lo âu từ công việc cho đến tình cảm sức khỏe gia đạo bất an mọi việc đều chưa kết thúc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử Vi tuổi hợi. Cục diện hợi thân tương hại cảnh báo trên con đường tiến tới thành công của bạn sẽ gặp không ít kẻ tiểu nhân. Bản mệnh cần phải luôn tỉnh táo và hành động một cách cẩn trọng nếu không muốn bị kẻ xấu bụng trong bóng tối đánh vào điểm yếu và hạ bệ bạn trong phút chốc may mắn là có thiên ấn ở bên độ mệnh với tài năng và trí thông minh sẵn có con giáp này tự tin khẳng định bản thân mình ghi dấu ấn không nhỏ trong từng bước phát triển của tập thể tuy nhiên bạn cũng đừng vì thể mà tỏ ra cao ngạo không thấu đạt lòng người đó có thể là nguồn cơn của rắc rối mà bạn sẽ gặp phải trong tương lai đó kim sinh thủy sức khỏe của người tuổi hợi trong thời điểm này có dấu hiệu tiến triển đáng kể việc ăn uống ngủ nghỉ và tập luyện điều độ giúp bạn vừa có thể kiểm soát cân nặng vừa giúp cơ thể bạn khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng chống lại mọi bệnh tật tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa sự mong cầu về công việc tiền bạc tin tức tình cảm không nên nóng nảy có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả ngày nên tiến hành giải quyết công việc không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn hoặc nếu công việc của mình có gặp trở ngại cũng nên nhờ người khác giúp đỡ, gỡ rối. Có tài lộc, có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác. Sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành công việc. Không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm nên cẩn trọng về lời nói, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Hao tài về giao thiệp, giải trí, vui chơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại